Vâng ạ, chỉ có 129 triệu mới cho một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2004, form mới, lốp treo đèn cột, máy turbo đèn pha Messac, sơn xi sạch sẽ, thân vỏ lành lặn, máy số cực kỳ là chất. Sơn xi màu này rất là đẹp, vừa đi chơi vừa đi làm được. Tên tư nhân, biển Sơn La và gốc Hà Nội. Hạn đăng kiểm tháng 4 2022. Một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi. Đấy, trang bị động cơ xăng 2.0 lít, trang bị 4 máy turbo tăng áp, công suất cực đại là 121 mã lực. Rất là khỏe. Là răng đúc 4 bánh, phanh đĩa tản nhiệt phía trước, lốp láp còn rất là dày. Đó, bề mặt lốp là 18.5 phân. Đấy, na răng 14 inch nhé, đi rất là êm. Thành lốp cũng tận gần 20 phân cơ. Phần vỏ rất là lành lặn. Cái đường gần gờ ghép lối này rất là đẹp. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi thôi, 8 chỗ ngồi cả lái nhé, mà mức giá chỉ có 129 triệu đồng. Xe có kích thước chiều dài là 4m64, chiều ngang là 1m75 và chiều cao tận 1m83. Một mẫu xe cũng gầm cao máy thoáng. Đó, mọi thứ đều còn nguyên bản này. Lốp treo đèn cột. Đấy, xe trang bị màn hình cam nuôi đầy đủ thôi. Về quý vị các bạn chỉ sẵn đi thôi. Mitsubishi Jolly 2004 form mới. Đấy, phần lốp sơ cua đây cũng là la răng đúc luôn nhé. Đó, chiếc xe này còn rất là đẹp quý vị các bạn. Mang biển kiểm soát Sơn La. Mẫu xe đa dụng, vừa chở người vừa chở hàng. Ví dụ quý vị các bạn mà làm về xây dựng rồi về làm về sơn này, những cái đồ đạc kỹ thuật phục vụ công việc thì chiếc xe này đáp ứng nhu cầu đầy đủ. Đó, cái hàng ghế phía sau này quý vị các bạn không dùng đến thì có thể gập lên để đồ rất là thoải mái luôn. Chiếc xe này sơn xi sạch sẽ, thân vỏ lành lặn. Nội thất ghế bọc da nhé, điều hòa hai gian. 2004, 129 triệu đồng. Vâng, 129 triệu đồng thì mình đang bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Phần gầm bệ đây. Đó, không hề mục mọt gì cả, lốp dày bịch, rãnh lốp còn rất là sâu luôn. Mitsubishi Jolly. Mitsubishi Jolly này thì cùng phân khúc với cả Toyota Jay. Toyota Jay thì trang bị động cơ 1.8, còn Mitsubishi Jolly thì trang bị động cơ 2.0 turbo tăng áp. Lốp con này rất là dày. Bình xăng của Jolly là 55 lít, đổ một lần đi là khá là nhiều. Đấy, cái khoảng hàng ghế phía sau kính cũng rất là lớn. Thật ghế da, rộng rãi, sạch sẽ. Đó, phần táp ly này, cánh này, khá là đẹp luôn. Hàng ghế phía sau ngồi cũng thoải mái luôn nhá, ghế rộng luôn nhá. Đấy, trần lì nguyên bản. Đây là phần này lì này. Mẫu xe nối đồng cuối đá rất đa dụng. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Đó, mặc dù có kích thước chiều dài chỉ 4m6 hơn một chút xíu thôi, nhưng đầu ngắn cho nên là khoang nội thất, hàng ghế phía sau cùng cũng rất là rộng rãi. Đó, máy đã đổ. Đấy, vòng tua chuẩn chỉ. Đấy, vô lăng 4 chấu, vô lăng kép, vô lăng trợ lực lái bơm dầu, rất là đầm tay. Đấy, màn hình DVD, cắm USB thẻ nhớ nhá, vì lý do bản quyền nó không tiết âm thanh cho quý vị các bạn được. Đây là điều hòa. Đó, điều hòa rất khỏe luôn, điều hòa hai chiều, xây gương xây kính đầy đủ. Đấy, hốc đầy đồ rất là nhiều tiện ích. Chỗ này ngày xưa là để hút thuốc này, cho tàn vào đây này.
bây giờ là để cất tiền đó. Cổng sạc 12V đấy, chỗ để đồ này. Phần yên ngựa thiết kế đơn giản đấy, có bệ thì tay đấy, phiên bản số sàn hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh là 2.0 bằng với cả Toyota Innova, nhưng chiếc xe này có turbo tăng áp nên sức kéo rất là lớn, chở nhiều đồ rất là thoải mái. Công suất cực đại 121 mã lực. Rồi, vô lăng bọc da và khoác thêm cái áo vô lăng nữa. Vòng tua rất là chuẩn chỉ. Đó. Gương kính chỉnh điện nhé, phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý vị các bạn. Hoạt động trơn tru đầy đủ. Đó, sau đây em sẽ tiến vào phần khoang máy cho quý vị các bạn xem. Chiếc này máy nổ rất là ngon luôn. Rất là êm và đều tiếng. Đó, Mitsubishi Jolly 2004. Nổ êm như may mới. Logo hình là củ ấu của Mitsubishi. Biển kiểm soát Sơn La, gốc Hà Nội. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2004, phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp, với dung tích xi lanh 2.0, xe trang bị 4 máy turbo tăng áp. Turbo tăng áp này, máy đặt dọc, dẫn động cầu sau, sức kéo rất là lớn. Máy nổ siêu êm. Con này chân này. Máy móc khô ráo sạch sẽ nhé. Đây là đầu sở lái. Không đâm va tai nạn ngập nước. Lắp khác này, keo chỉ lắp capo này. Một chiếc xe khá là chất lượng trong tầm giá. Giá chỉ có 129 triệu đồng. Cho một chiếc Mitsubishi Jolly 2004 form mới. Gốc treo đèn cột, máy turbo đèn pha mát xích. Công suất cực đại của khối động cơ này 121 mã lực, dẫn động cầu sau nên là sức kéo rất là lớn, chở người chở đồ rất là đa dụng. 129 triệu đồng, một mức giá khá là hời. Bên em thì mua giá nào thì bán ra đấy thôi. Xe đẹp thì giá phải đẹp ạ. Hạn đăng kiểm chiếc xe này tháng 4 2022. Đó, ăn Tết xong mới những việc đăng kiểm. Vâng, là một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất 2004, phiên bản số sàn, số 5 cấp, dung tích xi lanh 2.0, máy turbo tăng áp, máy rất là chất. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 129 triệu đồng. Vâng, 129 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Đèn gầm rồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.